một cái tỉnh phía nam của nước Lào. Trên cái đoạn đường đi á, anh em thì phải kéo đóng kín cửa à, và mình có yêu cầu anh Hòa là mở cửa ra để cảm nhận cái nóng của gió Lào. Vừa lái xe rồi, xá mùa. Rời khỏi ngôi trường tiểu học thì các anh em lại tiếp tục vào một cái bản vùng sâu thuộc tỉnh Champasak, một cái tỉnh phía nam của nước Lào. Trên cái đoạn đường đi á, anh em thì phải kéo đóng kín cửa à, và mình có yêu cầu anh Hòa là mở cửa ra để cảm nhận cái nóng của gió Lào. Và tại vì cái bụi đường, cái bụi Lào phải nói là cực kỳ luôn. Và đây là một trong những cái bản vùng cao ở một cái đảo nhỏ. Anh Hòa tí xíu nữa mấy anh em mình sẽ gặp già làng ở đây anh Hòa. À, đang nãy đang tìm đâu mà không biết họ ra chưa. Và cái cảnh phía bên kia là cái cảnh kìa Nhân, em coi kìa. Hai cô đó đang giặt lúa kìa. Lúa đó hả? À, nếp á. Nếp. Còn mà phi còn mà. Ô trời ơi, bụi kìa. Bên đang đây. Ờ, bên có nguồn. Đây cái xoài này để mình đây là một cái con đường đất. Em bé rồi anh không? Ờ. Đó. Thời gian khánh uống mới giống hè nước nồi chín tí. Buồn quá. Và các anh ở ngoài sau đang hỗ trợ phát quà. Các bạn này chắc cũng mới đi học về nè. Ừ, phải nè, phải về nè. Đấy là để họ tìm cái bản làng ở đây rồi họ dẫn cho mình đi thêm. Tại vì mình vô trong cái rừng sâu này mình không có rành. Và ghé ở đây thì anh Hòa với lại các anh em sẽ đậu ở chỗ này để mà chuẩn bị các nhu yếu phẩm. Tại vì lúc nãy thì thời gian cũng khá là gấp rút nên thành nữ vô trường thì mới chuẩn bị thì nó tốn thời gian theo anh Hòa ha. Đúng rồi. Và bây giờ mình sẽ vô tất cả các phần hết ha. Ừ. Tắp mấy nó để tắp luôn anh không? Tắp luôn. Tắp luôn. Mấy mi hà két luôn. Và mình cũng đang đợi chờ chắc dạ, mấy lần hành. Chờ đi mày lóc ơi. Mày lóc ơi. Hai lon. Gạo hai. Chắc em nay mặc cô bác quý anh chị Mạnh Đường Quân á, cảm ơn anh Hòa với lại anh Sơn rồi anh Lích với lại anh Sa, anh xây nhiều luôn. Quá trời rồi. Mà người ta nói câu người Việt mình đi đâu cũng giỏi hết trơn á. Mà điển hình là cô bác quý anh chị thấy anh Hòa sống ở Lào. Oh, nhưng mà vô đây là anh Hòa làm xúc sắn luôn. Nhưng mà ở nhà là ông chủ á nha. Chủ nhỏ. Dạ. Yeah. Nằm pa đi chợ, nằm pa mà hay đi. Chú bóng ra đi, còn quả đi luôn à. Mua chứ đó bỏ ra. Rồi đi kem hộp đi chứ. Kem hộp thôi, kem hộp thôi. Nên được. Mỗi cô một phần quà như vậy là giống như các cô hồi nãy. Đúng rồi, đúng rồi, cũng một phần như nhau hết. Mình bỏ một phần như nhau hết chứ không dạ. Có ai hơn. Dạ. Một phần thì như cũng nhau. Có gồm có là kem đánh răng nè, sào bông giặt đồ, sào bông gội đầu, rồi dầu nếp, ăn, rồi dầu ăn, nếp, rồi nước mắm, nếp, mức hai bịch nếp, cá hồi, cá hồi, cá cái gì? Cá hộp, cá lóc. Nếp, nếp. Vậy hả, có chưa? Có rồi. Nếp. Đây, cá bu này. Đó, vậy cho nó nhanh chứ còn đỏ lâu lắm. Đây. Rồi cái này mình rồi mình cột. Trước có nước mắm. Ao nằm pa nè. Rồi lấy bì thêm. Mùi mắm chưa? Mùi cái tính chưa? Chưa. Ao phèn nua nè. Mày kém
hoa là cân đủ vậy đúng không? Đủ rồi, các bạn có... các bạn xé chi ra phèn nua cưa dạ, nha. Các bạn cứ xé chi ra phèn nua để kêu các bạn xé ra ăn đi anh. Để chọn đi bao nhiêu đó hoa đó. Đâu được rồi, mình cho đủ đủ vậy thôi. Cái cảnh ở Lào mình anh nghĩ nghĩ là giống như cái cảnh ở Việt Nam mà lâu lắm rồi. Bây giờ mới tái hiện lại một cái đời sống thực tế vào thế kỷ 21 như thế này. Ba đó, ba thì dâu chú ăn. Đứa bé nó nhỏ xíu mà nó mặc quấn Sài Gòn vô mình nhìn thấy kìa. Hoa là khổ, chứ bóng cùng nước đi do thực tế đi. Kệ nó, bỏ vô luôn. Lời nào cũng được hết, như nhau hết. Ở Cam á thì gọi là Sài Gòn nhưng mà ở Lào thì gọi là tiếng gì đó. Ăn lít xé ra. Mì cháu luôn vậy khẳng nâng cả đấy. Vậy như vậy anh thân tụ. Ba mà đi. Bỏ đây. Nằm ăn cút. Có lô, người đá bớt rồi cái lệ. Mưa à? Nếp cho bóng cút. Có chưa? Rồi, có đó. Còn nhiều cái đồ hải tỷ lắm đúng như vậy. Còn mà, còn nhiều phần mà. Nhưng mà toàn bộ vùng sâu vùng xa của Lào thì mình thấy nhiều mắt mắt nó đầy rẫy sự thiếu thốn hay nhân ha. Con đường gì đây? Hình ảnh mà nhân anh em mình quay ở tan ké ké lơi say lơi. Mình thấy hình ảnh của những người cô mà đem những con chữ cho tất cả các bạn học sinh đó. Nó lại buồn người. Mình không nghĩ là cái cuộc sống của các cô nó lại thiếu thốn đến như vậy. Đối với những cái trường mà trường lớn á, hoặc là những trường các cô thì nói chung là ăn mặc rất là đẹp, rất là xinh. Nó bánh bỏ dưới bỏ bánh kẹo. Đối với các cô chỉ cần một cái đôi dép để đi ở trên cái nền đất sỏi đá cứng thôi, chỉ cần như vậy thôi là các cô đã vui rồi. Âu nằm ba đèo nếp. Còn một ngày nè, hôm nay thì các anh em cũng khá là mệt mỏi khi dậy từ 5 giờ sáng. Tầm tan. Ăn sáng rồi sau đó mua đồ, hiện nay thì cũng đã là dương miệt, mười cũng giao á. Gần 5 giờ rồi, có nghĩa là gần hết một ngày rồi, còn cách cái nơi mình ở khoảng gần 200 cây số nữa thì mới đến. Mới về được, có đến nhà nữa. Không, ý là mình làm một phần đó còn nhiều. Ông lấy nữa mà. Rồi, xong rồi. Sai chứ, luôn, chỗ luôn, bên gần, luôn. Em không biết chuẩn bị vô cái em làm cái mọi người cái nó lộn xộn đó nên thành nữ cái anh sẽ biết. Mình sẽ phát ngay tại chỗ này luôn anh hả? Đúng rồi, mình phát ở đây cũng được. Hết là ví dụ mình muốn đi thêm mình đi. Dạ. Anh xuống gì đó, em xuống em có phát thêm cho bạn bên kia thì phát. À, mình sẽ phát thêm hai bản hả? À, đây bản đây, mấy người họ đứng đây, những người nào đó em đứng phát. À, thì bây giờ em sẽ phát ha. Ừ, em có phát đi. Dạ. Anh mình không hả? Mình sẽ phát bản này. Tổng cộng là bao nhiêu phần ở bản này anh? À, 120 thân đó cho mày. Một bản như thế. Ê, chim hò cái đây. Bỏ xay cho này lên hình cái đây. À, ok. Mắt lên. Đường nhân nằm tan. Thấy mịn đi. Đây, đỡ vô. Có dư mịn đây, có dư mịn đó. Rồi, anh mịn đỡ vô cho em. Còn thiếu gì không? Này còn thiếu gì không? Còn đường nữa thôi. Tan mới đi. Phạt lên nè. Ờ, gặp đấy. Rồi. Có dâu bên đằng ngoài kia về ra trước kẹt của nó. Đường. Đây là đường cát mình á. Đúng rồi, đường cát bạch anh. Lấy một bịch. Hai bịch luôn được rồi. Thôi.
một mình đi ha. Cưng á, ở trong đây thì cái phần quà như thế này thì đầy đủ nhu yếu phẩm hết, gồm có là kem đánh răng, mình bàn chải đánh răng, cá hộp, nếp, dầu ăn. Và mình sẽ phát khoảng 20 bịch ha. Khoảng 20 bịch. Giờ lấy bịch đi, lấy bịch bởi. Thấy tôi đứng hấp luôn, hấp cho ao dài. Hấp cho nó chẹt, nó hấp ao chẹt, nó đây, nó qua mấy cái hụt chắc. Vô đây, vô lại. Dạ. Ờ, má ao này cả nhà mới ăn rồi đó. Đây anh. Ừ. Đây anh, tôi thấy này, là có má ao gì. Không nói, phân, phân. Dạ. Này nè. Dạ, xì bài đi. Ăn cho máy ăn. Bài lâu. Lâu. Con nếp tôi bật ra. Ờ, nếp. Bánh chè cũng. Đường nha. Đường rồi, nếp thôi. Nó bắt gì, nó bắt gì. Thầu. Dạ. Mì đấy, mì xay khẩu nữa. Ờ, ok. Đó, bỏ mì. Rồi. Nào, ok. Nó phân hết. Dạ. Thật thật mà hấp dừa nó cắt ủi, hấp ấy ba, nó chẳng chè cắt mình. Xì bay đi. Nó chẳng khua cắt mình đi. Nó. Nó hấp chè cái nó. Chứ đi nó chắc khốt nè. Ao tay khua, khua nhay đó. Hả? Xì bài ao, xì bài thúng. Xì bài là nhiêu anh? Không, mời bạn. Lâu rồi. Cái cảm xúc của các bà cụ cũng như là các anh ở đây nhìn rất là vui. Mà nói một cái câu là xì bay đi là xin chào. Chứ nói là cái gì subscribe, like hả? Là cảm ơn á. Cái cảm xúc thì sao rồi Nhân? Em có thể nói cho một cô bác của chị biết đi. Đây hả anh? Dạ. 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 Hấp. Hấp nó cái vậy hả? Dạ, xin bà đi. Nó bị miệng ra hai bước, khỏi chè hai mây bà đi. Khớp chai lại lại. Mình đang thịt thua cắt nó. Khớp chai lại lại. Khớp mình nói nó, hấp nó dài cái điếc. Việt Nam, không hiểu. Việt Nam, Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam. Không biết làm sao đây. Ờ. Nè Nhân lại em lại cụ đi. Ừ, mình hay. Ủa, có quên đi, còn mì. Cặp trai lai. Cặp trai. Việt Nam. Việt Nam. Cặp trai. Anh Hòa ơi, nói với ai chưa nhận thì lên nhận đi anh Hòa. Hả? Nói với các chị á, hộ nào chưa nhận thì lên nhận. Anh hôm nay. Bỏ anh. Phòng này xong chưa anh? Đi thì xong rồi. Mì bỏ mì cặp trai lại. Chai đó này. Việt Nam. Chưa có mì tôm hả? Chỉ trong một ngày gấp á thì mấy anh em phải đi đến 200 cây số và chuẩn bị trong một cái điều kiện khá là khó khăn, cho nên là bây giờ cũng đang lộng cộng nhưng mà hy vọng rằng sẽ trọn vẹn. Hợp xe lại. Hợp xe lại. Không á. Ôi ở đây vừa nóng nực nhưng mà lại ấm áp tình người ha. Yeah. Mì đây, bỏ mì đây. Mì. Mời gói. Xì bay đi. Hãy đây nè, có bao. Rồi tới ai? Tập xe lại. Cặp xe lại. Xì bay đi. Xì bay đi, biết có hai câu giờ nói hoài vậy. Nói hoài vậy. Ô, có bà cụ này chạy xe này đi qua nhận quà luôn nè.
À, xì vai đi. Con cá kè có chứ không? Một miếng kéo tay chứ chả. Con cá kè có chứ kéo dài không? Việt Nam. Bà cụ nói gì anh Hoàng? Bên nhắn nè. Đi nào có bắt ở đồ. Ờ, bên dưới thầy. Ờ, dưới thầy hẳn lên đây nè. Có một điều mà khá là ấm lòng đó là khi mà em Nhân á cầm những cái món quà đi phát thì các cô đã ship hàng kia kìa. Có thể là nếu như mà ở trong cái bảng này á khoảng 20 hộ á thì các cô sẽ nhận và các cô sẽ để đó, chắc có lẽ là về bảng thì các cô sẽ tự chia ra. Mì rồi. Khóp chai lại lại. Khóp chai lại lại. Khóp chai lại lại. Hãy khai lại khai má đơ. Hãy cho nằm cho đuổi đơ đúc đơ. Hãy cho hàng cho mì. Hãy lại mất chẹt đầu đơ. Không hiểu gì hết đơ. Các anh em đã rất là vất vả luôn rồi cô bác quý anh chị. Phải nói là lời cảm ơn chân tình đến các anh em là Việt Kiều ở Lào, đó là anh Hòa nè, anh Say nè, anh Sơn với lại anh Ủa sao hết vậy ta? Anh Lích. Và hiện nay thì các cô, các chị, các bà, các ông đệ lại càng ngày càng đông. Và hình ảnh ở đây nó rất là rất là dân dã. Nó nhẹ nhẹ. Anh Hòa sức mồ hôi hết rồi kìa. Cái ơi, nếm đi áo. Thầy con sợ tên sáng già. Anh nói với cái chú kia sắp xếp chứ nhiều khi một người nhận hai lần á. Ừ. Anh nói cái chú kia phải sắp xếp. Phó. Anh cô đây nha, bà đây hấp nè, bò hay đó. Nói là chú kiểm tra giùm. Chú cho sắp hàng đi, chú cho sắp hàng. Ừ, đúng rồi. Hay ra tính khéo này bò. Đây. Hôm nay nè, nó chỉ sắp xuống thôi. Anh nhờ chú sắp hàng đi, chứ đứng chạy không biết đường đâu. Một chai. Một chai lại. Khóp chai lại. Khóp chai lại, không nào hay mà khóp chai. Có sao biển là chẳng lại. Dạ. Có sao biển là chẳng lại. Bà không hiểu. Ô bụi quá luôn à. Thiếu gì? Một mắm muối. Xà bông cục. Nằm ăn. Nước mắm. Có hải phun ít quan chứ sao? Ta sát già nè. Sai nè, sai. Đủ chưa? Đủ rồi. Sai nè là nè. Coi đủ hết chưa Nhân? Chú không sắp hàng giờ mình không có biết đường để mà mình giờ đứng hàng ngang như vậy mình hơi khó. Chú này chắc hình như là trưởng bản đó. Đứa bé ôm ẵm con đằng sau kìa. Nghi lại đồ à? Cái điện thần đồ thân hay yên nè. Từ từ. Thật ra thì rất là khó khi mà không có sắp xếp được theo một cái thứ tự á, thì có thể là có những người có và có thể là những có những cô chú những chị không có, và bây giờ thì sắp xếp vô hàng thì nó sẽ dễ dàng hơn. Mặc dù là một cái món quà nó cũng so với cuộc sống các cô chú anh chị ở đây thì nó cũng tương đối là nó không có lớn, nhưng mà bao nhiêu đây là tấm chân tình của các anh em là người Việt Nam cũng như là các anh em là Việt Kiều ở Lào muốn gửi đến người dân bản ở Lào. Còn cá hộp không ạ? Không có để cá hộp cả luôn chưa? Cá hộp em. Ừ, cá hộp.
Bay đi, cặp xe lại lại. Cái thời tiết ở Lào vừa nắng vừa gió, bây giờ cũng đã gần 5 giờ chiều rồi. Nên là nữ là các anh em cũng khá là đuối, cũng cố gắng để cho cái buổi quà hôm nay cũng mong là cái phần quà này nó sẽ mang một cái ý nghĩa gì đó trọn vẹn. Cũng như là gửi cái tấm chân tình của cô bác quý anh chị là mình đồng quân để đến tận tay bà con vùng bản. Khoan, còn thiếu cái gì á? Chiều chứ, dầu ăn, nước mắm. Cho nó bầm hẹp thôi. Hết hả? Vậy bù cái gì không? Cái con thì chứ. Còn gì mình cứ phát cho hết đấy. Rồi. Ok. Ủa, đưa vô chưa? Bây giờ thì mình cứ còn cái gì mình sẽ phát, mình sẽ đổ cái hết. Đúng rồi, chứ bây giờ đã đủ nữa. Nén không? Sập xe lại. Cái gì nó đúng không? Rồi nó vào luôn. Cái bắn đến cả bụng lắm. Cặp xe lại. Bây giờ thì còn cái gì mình sẽ phát cái đó, mình sẽ chia ra mỗi đứa một ít. Có cà phê đi nắng đi. Cà phê tí nữa mình có khen vô cho anh thầy đùi xuống. Cà phê cho nó cấp đi chứ. Khen đổ cái này thôi. Bây giờ còn muối đường nhiều lắm. Xôi đi. Nhưng mà đây là ô, sao giờ dày tùm lum rồi. Khó mua được. Đây đó. Mà cái em thanh đại. Ôi còn ở đây cũng khá là nhiều nè anh. Nhiều quá. Dâu con đi. Dâu áo nổi đổ ra. Đâu đâm pan á. Làm ăn cút đấy, làm ăn cút bớt là bỏ. Còn một bịch nếp hành. Nếp còn một bịch. Con báo nó là thầy. Nếp con như thế. Còn một bao. Con khẩu mấy thầy nghe cho anh. Đi anh em mát thằng. Ừ. Anh cha. Còn này. Còn đó hai ba với lại đây là chạy đánh răng.
lấy nếp cho luôn đi anh. Ở đây nhân đây rất là hay không, các cô chú đều đỡ chứ không có náo nhào lắm. Đưa em vào ăn. Mày ăn. Đây là những cái bình sữa mà các bé ở đây rất là thích luôn, tại vì nhà nó xa chợ. Nó còn sữa không anh? Nhàng nào, nhàng mà sao lớn vậy? Dạ tua canh nè. Yeah.
đây đi. Chóng mặt quá. Bây giờ thì còn cái gì thì mình có phát nữa. Cái đó rồi, 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 cái đó Cô này làm MC luôn nè Nhân. Cô nữa là làm MC ở trên đó. Mệt quá anh hả? Đầu hàng luôn rồi, anh này anh người Lào mà bây giờ anh đầu hàng luôn mệt quá. Qua một cái thời gian rất là bận bịu thì bây giờ cũng gần xong hả Nhân hả? Ăn luôn hả? Ăn luôn. Đói quá đói. Đói quá rồi. Lại á, uống lại vừa nóng rồi. Ôi, ôi. Chết luôn. Chết luôn. Mày luôn. Ăn mày giống luôn. Này còn một số này tí chiếu mình cho lại gần tại vì có một số người mình nãy mình quay chuồng. Dạ ok anh. Dạ.
Còn một ít này thì mình sẽ chừa lại, mình sẽ đi lại chùa ha. Rồi mình sẽ kết thúc hành trình vào chiều hôm nay. Rồi sức mồ hôi luôn anh Hòa ơi. Anh Giang à. Ừ, nghỉ ngủ rồi. Đói bụng quá hả? À. Anh em giờ ngồi ăn cây bánh nha. Giờ nghỉ rồi. Làm chia sẻ thật với anh Hòa, lần đầu tiên được đi ra một cái nước khác là nước Lào, rất là thân thương. Thì được sự hỗ trợ nhiệt tình của anh mà em với lại nhân chứng, em Nhân với lại anh Ngân có được một cái trải nghiệm thú vị và đầy ý nghĩa như thế này. Thì lời đầu tiên cho em thay mặt cho tất cả cô bác quý anh chị mạnh thường quân, những cô bác quý anh chị đã đồng hành cùng kênh của em với Nhân, gửi đến anh một lời chúc sức khỏe nè, gia đình anh vạn sự như ý và mọi sự lành, đặc biệt là càng ngày thì làm ăn ở trên đất nước bạn á càng ngày càng phát triển. Thì chắc có lẽ là hiện nay thì anh cũng khá là mệt khi mà trên tay anh cũng còn cầm chai nước. anh Hòa có muốn nói lời gì để gửi đến cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các mạnh thường quân cũng như là tất cả người Việt Nam đang xem clip này của hai anh em? Rồi, nói chung là anh em cũng một hành trình nói chung là cũng đi xa vất vả, nhưng mà thôi thì cũng cảm ơn các mạnh thường quân và các anh em đồng bào hay là trong và ngoài nước có thêm theo dõi được cái kênh của Bùi Hồ. Thì mong các anh chị hay là gì đó ủng hộ và có một cái gì để niềm vui cho cuộc sống của tình nghĩa Lào Việt. Rồi thế nên kết thúc em. Chắc có lẽ là sẽ tới em Nhân sẽ chia sẻ cái cảm nghĩ của em khi mà em đặt chân đến đây, được trải nghiệm cùng với anh Hòa là một người Việt sinh sống tại Lào, cũng như là em thấy cuộc sống của người Lào như thế nào, em có thể chia sẻ cho cô bác chị hiểu thêm ha. Thực ra khi sang đây gặp anh Hòa với lại những anh em, những thành viên trong gia đình của anh Hòa đó, thì em có một cái niềm tự hào cho cái người Việt của mình dù cho ở xứ người á, thì vẫn mưu sinh được, lập nghiệp được, gắn bó được và thích nghi được với cuộc sống của người Lào. Và ở một quốc gia mà cũng còn nhiều cái khó khăn như thế này mà anh em mình làm được một cái điều ý nghĩa như vậy á, thì thực sự cái niềm tự hào đó nó lại càng dâng cao hơn nữa. Thực sự thì chuyến đi này mình cũng không có dám kể công gì hết á, chỉ là một cái chuyến đi sắp xếp một cái tình cờ thôi, cứ phát cái tâm lên là làm, cho nên là còn rất là nhiều những cái sự lúng túng, đặc biệt là không đủ thời gian. Anh em chỉ mới quyết định là hôm nay phát quà vào tối hôm qua thôi, cho nên á là từ sáng giờ chỉ chuẩn bị được một khoảng 3 tiếng đồng hồ buổi sáng và phải đến đây, cho nên là quà nhiều khi mình phân phát nó có những cái sai sót, nhưng mà thôi thì cái tấm lòng vẫn là quan trọng nhất. Anh em mình đã làm được một cái kỷ niệm rất là ý nghĩa ngay tại đất nước Lào. Dạ. Người Việt của mình rất là giỏi đúng không? Đúng rồi. Đi đâu cũng là người Việt là giỏi mà. Người Việt thậm chí là gặp những người Việt ăn nên làm ra ở trên tất cả các nước, chứ không phải là riêng ở nước Lào. Và điển hình ở qua Lào thì gặp anh Hòa. Chắc có lẽ là anh Ngân sẽ chia sẻ thêm một tí xíu về cái cảm xúc của anh trong cái buổi phát quà ngày hôm nay đi. Tại vì anh Ngân thì cũng qua đây với một cái tâm nguyện của bà ngoại, rồi anh cũng có đồng hành với lại các anh em. Nói về tôi cũng như nhân chứng vậy, là cái chuyện này đi làm hầu như là mình không có chuẩn bị trước, cho nên nó cũng có nhiều cái bất cập, có thể cũng chưa có trọn vẹn nhiều. Và khi mà tới đây mình thấy được bà con ở đây, người ta nhận quà với niềm vui với các em sinh thì trong lòng mình cũng vui lắm. Và tôi rất hạnh diện là có gia đình của anh Hòa, người Việt làm ăn xứ Lào mà thành công, mà con người rất có tâm, tôi cảm ơn gia đình của anh Hòa nhiều. Rồi một lần nữa hai anh em và cô bác quý anh chị cảm ơn tất cả các các anh, và mình sẽ chụp hình một cái và mình sẽ chào một cái rồi mình sẽ kết thúc đoạn clip này ha. Rồi mình nói xin chào và tiếng Lào đi ha. Một anh điểm 1 2 3 rồi nói tầm xin chào luôn. Ấy là nâng son sáng xin bạn lại ok la con nâng son sáng la con giờ khi nào đây là hình ảnh phát quà cuối ngày nè, các anh đều nằm la liệt ở trên một cái chiếc xe bán tải, nhìn thương ghê không.
chắc có lẽ là đây là một cái hình ảnh mà mình thấy là đuối nhất luôn á. Nghiệp với anh quá. Hồi trưa thì nắng nóng thì phải ngồi ở trên cái vui, bây giờ phát xong thì mệt phải nằm ở trên cái chiếc xe mà sao luôn.